thương em ơi, mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin viết lên thơ nào đêm buồn. Mưa rơi từng đêm, mưa trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Anh ra đi ngày đó, ta nhìn nhau mắt em sầu sầu không nói nên câu ra thở. Anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu em nhiều năm nhưng tình ta vẫn không thành, khi sông còn ở phương này tôi kiếp sống kinh nhân không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tan chinh chiến cho tơ duyên đường thăm bầu. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh, nhớ thương với đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em thương nhiều năm em ơi biết cho chăng tình né đêm buồn. Trời vui mới nghe một bài hát thế. Và không biết anh em có để ý không, nghĩa là có những cái chỗ mà Vĩnh chuyển hợp âm nửa khuôn mà như thế này. Mưa rơi từng đêm đó, thì lúc đấy chuyển hợp âm nửa khuôn. Thì Vĩnh đã chia sẻ về vấn đề này rồi, nhưng mà Vĩnh thấy là có nhiều anh em chưa nắm được cái việc này, thì hôm nay Vĩnh chia sẻ lại, làm cái video này chia sẻ lại với anh em cho hy vọng rằng anh em sẽ nắm được về cái việc chuyển hợp âm nửa khuôn này nhé. Nay giờ chơi cái bài này làm mất thời gian của anh em tí, thông cảm nha. Và cũng để ví dụ với mọi người thôi, thì cái chỗ chuyển hợp âm nửa khuôn á, để tập được vấn đề đầu tiên mọi người đánh thật chậm thôi. Này, Bolero nhá, chuyển hợp âm nửa khuôn Bolero. Nhiều anh em muốn chơi cái đoạn đấy để cho nó hấp dẫn mà chưa chơi được thì Vĩnh chia sẻ. Này, ví dụ là thứ vừa nãy đây, thì chúng ta sẽ chuyển đánh 2 nhịp của La, xong thì 2 nhịp sau của Rê và về La. Này, và cụ thể cái kiểu của Vĩnh đánh này, thế thôi, rất đơn giản. Và mọi người nhớ nhé, bùm chát 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 rê. Ghi lại nha. Đầu tiên bây giờ Vĩnh đánh nhanh đã, xong thì sẽ đánh chậm lại. Bùm chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên. Bùm là về lại, về lại cái hợp âm La, hoặc là bùm chát 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 là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là. Được chưa? Rồi anh em ghi lại nha, là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống. từ phách số 1 đi hết ô nhịp và trả về phách số 1. Trong ô nhịp đấy nó có một lửa là hồng rê, đúng chưa? Thì cái cú pháp chúng ta đọc như thế, và anh em nhớ này, tập thật chậm thôi. Nhưng Vĩnh biết là lúc đầu anh em tập thì thường nóng ruột và tập quen cái tốc độ đánh nhanh rồi, nhưng mà chưa ai mới đầu cái đánh nhanh mới chuẩn ngay và nghe nó hay ngay, nên cố gắng ha. Bùm này, la chát 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 chát, rê, rê là xuống đấy, rê là cái xuống đó. Xuống lên lên xuống lên là ha, là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là ha, là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là ha, là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là yeah. Là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là, đúng chưa? Là về số 1 này mọi người nhớ nhìn tay cũng đập nha, là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là. Vì nó có một cái đập chân của chúng ta mà không đánh, là chát 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 chát, xuống xuống lên lên xuống lên là quạt cả 6 giây luôn chứ không cần đánh một lốt nữa. Vĩnh đánh quen rồi, Vĩnh đánh được, chứ mọi người chưa quen thì làm sao đánh, đúng không? Rồi, quạt 6 giây tay này nó bị kẹp nên là móc hơi khó chịu. Yeah. Đó, thì đây nó không chuyển âm. Đó, Quang nghe được không nha. Bao yêu thương và nhớ, anh xin chép lên thơ vào những đêm buồn. Mưa, mưa rơi từng đêm, mưa triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Anh ra đi tay hay không thì nó cũng thế thôi. Vẫn này, là chát 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 chát, rê rê là cái xuống nhá, là chát 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 chát, xuống xuống lên là. Đó thì hai cái sau mình đánh bồi nó vào để nghe nó đỡ cụt. Là chát 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 chát, rê. Chát 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 chát, xuống xuống lên xuống lên. Mưa, mưa rơi từng đêm, được chưa? Quạt luôn, là chát 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 chát, rê xuống, là chát 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 chát, xuống xuống lên xuống lên là chát 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 chát, xuống 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 lên lên xuống lên là chát chát chát, xuống xuống lên là chát 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 chát, xuống lên là chát 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 chát, xuống lên là thì cái quạt điệp khúc Bolero cũng là nó, Vĩnh dùng nó quạt vào luôn. Anh em cứ tập nhiều à, cái gì cũng cần có thời gian, nhưng anh em mới tập cái mà muốn chơi điêu luyện ngay thì nó khó lắm. Vĩnh cũng mất rất nhiều thời gian Vĩnh mới quạt được cái điệu Bolero này, thì anh em cũng cố gắng nha. Thì lúc đầu Vĩnh quạt nó cũng ra gì đâu, nhịp phách các thứ nó cũng trượt lung tung em hết, nhưng mà kiên trì tập luyện nhiều à không được. Cứ gặp cái này thì chúng ta phang nó vào thôi. Hợp âm nào cũng được, mọi người đừng quan trọng là chúng ta đánh đúng hợp âm hay sai hợp âm, mà chúng ta đang tập cái động tác của bên tay phải này, thì tập cho nó trơn đi, thì lúc đấy chúng ta chỉ việc nghĩ về bên này thôi, nó không quan trọng nữa, đúng chưa? Bây giờ có đâu có nghĩ về tay này đâu. Đánh khi chúng ta có nhịp rồi, phang kiểu gì cũng được, miễn sao nó ngay cái nhịp là ok. Hy vọng rằng cái video này có thể giúp anh em chúng ta giảm bớt cái khó khăn và nắm được cái vấn đề của cái việc là chuyển hợp âm nửa ô nhịp bằng cách thời gian của nó. Mọi người nhớ này, cái chuyện này hồi trước Vinh có chia sẻ cha 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 rê cha đô si la, thì thay cái này cha 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 xuống xuống lên là đó nhá. Cái thôi, giờ cũng khuya rồi. Tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người tập luyện vui vẻ và sớm chơi được bài hát yêu thích.